hai cái lu lô kẹo đây nè. Nó cháy mà nó tức, nó nóng, nó bở cái lu lô kẹo luôn anh em. Đấy thấy chưa? Cháy nóng bức bở luôn cái lu lô kẹo luôn. Nè anh em, bước lên cái nó ẹt 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 ẹt. Đấy, thấy chưa? Đấy, dở sờ. Đi hơi bị khó anh em. Đấy, đứng góc đây quay cho anh em xem cho, đi hơi bị khó. Có cái súng phen này, nó vặt ra ở đằng sau. Ồ, cái trụ cảo này dở sợ cho anh em. Trụ cảo này ghép, ghép từ hai trụ. Dở sợ quá anh em ơi. Phía bên kia nó cháy nặng à, cho nên là mình chỉ tới ở đằng trước này, mình quay phía đằng trước chứ mình không bước qua phía bên kia. Bởi vì phía bên kia nó cháy rất là nặng. Đi phía bên kia là lố vớ là bị té. Đây nè anh em, mấy cây then của con tàu nó cháy thành than hết trơn. Đấy, gõ nó kêu cốc 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 cốc. Mấy cái then của con tàu nó cháy thành than hết. Mình bóp bỡ nè. Đấy, bóp bỡ mấy then của con tàu cháy thành than. Hello, xin chào anh em. Mình đang đứng cạnh hai con tàu cháy trong vụ cháy tàu tại cảng Cam Ranh. Thì hai con tàu này nó đã cháy cách nay hơn 2 tháng rồi. Bữa nay mình sẽ đi khám phá thử sâu hơn 2 tháng thì chủ tàu họ có những cái động thái gì về hai con tàu này không ha? Họ có những cái động thái tháo máy hay là sửa sang gì cho hai con tàu này không? Bây giờ mình xin mời anh chị cùng theo chân mình để khám phá thử hai con tàu cháy thiệt hại khoảng tầm mười mấy tỷ nó như thế nào nha. Một con tàu gỗ này là của chủ vựa thu mua tôm hùm, đã bị cháy hẳn. Con tàu gỗ này thì dài tầm 19 mét nha anh em, cháy hẳn trơ trụi thành than luôn. Còn con tàu kia là tàu cá lưới rút vừa mới đóng xuống. Khoảng tầm vài tháng và neo đầu ở đây chưa được đi biển và trang bị máy thùng S6R 2 tỷ 3 ha, và bị cháy hỏng hoàn toàn chưa đi biển nha anh em. Con tàu đó là con tàu mới đóng xong xuống luôn mười mấy tỷ chưa hoạt động. Rồi bây giờ mình sẽ mời anh em theo chân mình để khám phá thử xem. Đây anh em, mình đứng cạnh con tàu gỗ ha, cháy hư hỏng hoàn toàn, thành than hết, không còn để gì mà để lấy lại luôn anh em. Mình có hỏi thăm là cái máy là chủ tàu họ tháo rồi. Anh em, mình rung cái miếng dán bê của nó nè, nếu mà đẩy mạnh là nó cũng có khả năng là gãy luôn á. Cháy hỏng hoàn toàn, không còn gì hết anh em ơi. Đây là trở thành một cái bãi phế liệu luôn. Cũng không hẳn là phế liệu mà là bỏ ở đây cho đến khi nào nó tiêu tan hết thì thôi, chứ không còn mà sử dụng gì nữa. Bên cạnh này đừng không có chiếc xuồng của ông nội nãy cũng chìm luôn trời. Đi, bây giờ mình đang đi ở dưới nước nè. Bây giờ mình sẽ đi qua bên phía con tàu nhựa composite của ngư dân Bình Định.
Tàu này thì đóng xuống chưa đi biển anh em ơi. Đóng xuống tiền của nghị định vay nhà nước. Đóng xuống bắt mấy thùng. Mình có hỏi anh chủ tàu, anh Sang ở Vũng Tàu thì anh cũng biết là chiếc tàu này nó sử dụng máy S6R. Anh sử dụng dòng máy S6A3. Chiếc này sử dụng máy S6R đập thùng 2 tỷ 3. Con tàu gỗ thì chủ tàu đã tháo máy. Còn con tàu nhựa này thì như thế nào thì chưa rõ. Do cái tầm quan sát phía bên trong thì rất là khó. Đây đi. Cháy còn phần tơ. Chủ tàu cũng chưa có cái động thái gì sửa sang hết ha. Con tàu này nè chắc hẳn là còn sửa sang lại được. Bởi vì phía bên này là nó cháy nặng, cho còn phía bên đốc thì nó cháy nặng, cho phía bên lái thì nó nhẹ hơn. Thơ thảm hơn em. Mấy cái lớp tơ ở ngoài nó cháy phần keo, còn cái phần tơ còn lại nó cả bay cả phật. Mấy cái chữ được cắt từ nhựa composite nên cháy nó còn cái phần tơ lại nè. Nhựa composite họ cắt thành cái chữ rồi bắt đầu họ vít ốc vô, họ lăn keo lên luôn. Đấy, mấy cái số anh em. Cả phần số lẫn phần chữ ha. Cắt từ cái nhựa composite á. Đây, bữa nay là mình đi thực tế. Phía bên này là chưa cháy. Phía bên này chưa cháy nhưng mà phần keo nó đổ nhựa ra, nó mềm xèo anh em. Lấy tay mình lăn lăn lên này là nó trầy sơn ra luôn. Nó cháy keo. Đây, mấy cái số này là cắt bằng nhựa composite cho nên là bên kia nó cháy, nó tóc tróc tơ ra. Giờ làm cách nào để leo lên con tàu này? Khó đây. Đưa kéo cho ghe này vô. Biết dằn dây ra ngoài nè. Kéo hẳn hai chiếc luôn. Nếu mà cột dây lái là kéo không nổi. Kéo hai chiếc chắc vô được. Nhựa bay lắc phất. Rồi, khả năng lên được anh em ơi. Khả năng lên được ha. Kéo hẳn vào trong luôn. Thẳng dây vô, thẳng dây rồi. Lắng vô thêm trong xíu nữa. Vô thêm đi. Rồi mình sẽ ra ngoài này mình leo lên. Ơi. Rồi, leo lên con này. Ây, ôi dồi, cắn nó bồn đau quá. Đây anh em. Leo hẳn lên trên con tàu luôn. Lên trên này chắc chắn phải đi cẩn thận rồi anh em. Mình xăng quần xuống chứ mấy cái tơ nó cháy ra. Nó ngứa chịu không nổi đâu, nó dính vô trong chân là nó ngứa chịu không nổi đâu. Mình xăng quần xuống và đi rất là cẩn thận bởi vì nó cháy mình không biết mình. Mình đứng trên cái khu vực mà nó đã cháy á là nó sẽ trật chân ha. Bước trên mũi này dở lên. Nên rất là khó đi. Giờ sợ quá. Đi lắc le lắc lẻo bước trúng mấy cái. Bước trúng mấy cái phần cháy của nó là trật chân té. Té là sẽ bị trúng mấy cái sắt này nè. Cái sắt nó cháy nó lòi ra nè. Dễ sợ.
này, trụ súng phen này. Trụ này hình như trụ sen dây, trụ súng phen ở đằng kia ha. Trụ súng phen nhìn nhỏ vậy. Hai trụ súng, một trụ phía bên đó, một trụ phía bên này. Mà hình như là chưa bắt súng phen. Cái vòng inox bên trong này. Ý, cái vòng inox bên trong cháy rớt này luôn. Cái này lấy bán nhôm nhựa được mà. Ý, mình đang đi trên con tàu cháy. Máy này chắc cũng còn chịu được trọng lượng của mình chứ không sao. Rất khó đi anh em ơi. Rất khó đi ha. Mình sẽ chọn những cái phần cứng đi cho nó an toàn. Đây, hai con lăng. Hai con lăng còn để đời. Mấy cái này bằng inox cháy thì không ảnh hưởng gì rồi. Rồi mấy cái then, mấy cái đè này cháy hết trơn. Đi lây quay dở bị sập té quá. Mấy này nó cháy hết trơn. Ồ, coi cái trụ nè. Mấy cái then cháy hết, mấy cái trụ ở trên nó còn viên, nó vỏ bọc vậy chứ bên trong chắc nó cũng thành than hết rồi. Mình không dám đi luôn. Cái này nó sửa rất là khó sửa. Nguyên cái dàn then là dàn then, dàn đè với lợi gian là nó cháy hết. Phía bên này mà nó giòn cỡ này là phía bên kia là bên cháy nặng, bên kia là nó nóng nó hư hết. Nó chỉ còn có cái lớp tơ nó chia phủ như thế này thôi, chứ thiệt ra là chắc là nó nguyên cái dàn gỗ là hư hết hoàn toàn. Dạ sợ. Chỉ còn sót lại những cái gì bằng inox thôi, chứ còn sắt là nó cháy hầu như là cháy. Cháy đổ xét luôn. Ồ, cái trụ ảnh ghép đôi. Ghép đôi hai trụ lại, nhìn trụ dở sợ, làm trụ thấp quá. Một súng nè. Hai súng phen anh em. Hai súng phen của tàu này họ bắt vô trong cái trụ cảo luôn. Hai súng phen của con tàu cháy nè anh em, bắt vô hẳn trụ cảo. Một súng phen chú bên. Do mình khuất tầm nhìn. Này là một cái cần cảo và một cái cần ganh đầu. Một súng phen bắt vô trong trụ cảo. Dở té dở sợ. Hư hết trơn, không dám đi trên bon luôn. Đưa lại đây, không dám đi trên bon nha. Nhì chắc cũng sao. Đi nhì rè chân chắc cũng sao. Mấy cái nắp hầm là mình đang đứng trên mấy nắp hầm này. Hư hết, cháy hết, chỉ giòn luôn. Phía bên dưới này nó không cháy anh em. Phía bên dưới này nó chỉ cháy ở trên cái mặt trên thôi. Phía bên dưới này nó không có cháy. Mấy cái phao cứu hộ của tàu nó còn nè. Ống nhựa nè. Phía bên dưới này nó không cháy anh em ơi. Nó chỉ cháy cái mặt trên của con tàu. Mấy cái phao cứu hộ nè. Nó ló lên nó cháy luôn cả phao cứu hộ. Có một đoạn dây rút của... Một đoạn dây rút này chưa cháy nè. Đấy anh em. Một đoạn dây rút này mới ken luôn, sử dụng làm neo hay sao, phi 36 bỏ ở dưới nước giờ đâm rong. Phần giữa của con tàu, phần lan can cháy rớt cái lan can ra luôn. Dở sợ nè, mấy cái bồn nước cháy hết. Dở sợ quá, đi sợ té quá. Rất là sợ té. Ơi. Mấy cái nắp hầm nè.
Nó cháy còn cái tơ không ra trơn chùi, bước lên phát xém té luôn. Lòng này lòng gì mà trẻ hiểu nữa. Lòng này của lòng ông nào tôm gửi ké chứ. Cái lòng này hàng cầm kiền hết mà. Cái nào bỏ ké lên đây sao cũng cháy luôn. Mấy miếng dán này là mới ai mới bỏ văng lên sâu rồi. Chú phần này là cháy hết. Cháy hết anh em. Nắp lòng cháy đi, cháy còn tơ không ơi. Còn một đoạn dây rút phi 36 bỏ ở đây nè. Chắc là dây neo ha. Nghe phần này có lẽ hơi chắc. Mình sẽ đi lên phần này. Tìm những cái chỗ chắc chắn mà mình đi. Rất là sợ. Coi nè anh em. Thành than hết trơn. Đấy, thành than hết nè anh em. Thành than hết. Bóp mình bỡ ra thành than hết trơn. Mấy cây này bóp bỡ không thành than hết. Đây nè anh em, bóp bỡ thành than hết trơn. Lan can. Mấy cái thùng sơn của sơn tàu mới sơn xong nè. Còn bỏ hẳn ở trên tàu luôn. Cháy mà cong nóc luôn anh em. Đấy. Hư hỏng hết hoàn toàn. Bồn nước mà. Cháy hết. Cảo này. Cái này cái gì đây? Không rõ. Hai cái trụ chịu dàn cảo. Cháy nóng tức bỡ cái lô cảo luôn. Cảo này cảo bao nhiêu tấn đây? Rồi bây giờ mình sẽ qua phía bên kia. Đi rất là nhẹ nha anh em. Bởi vì rất là sợ té ha. Dầm lên miếng dán này cho nó chịu lực. Ở cái ống này bắt đầu giờ chụp nè. Và bắt đầu giờ đứng nè nè. Gì đây không biết. Then, cây, củi gì trong cabin rồi đó không biết. Cháy thành than hết. Mấy bờ nắp hầm cháy hết anh em ơi. Cháy hết thật tròn. Cái lưu lô kẹo nè nè. Lưu lô kẹo mà cháy nó nóng. Bứt cái lưu lô kẹo luôn. Còn mấy cái trụ này là thành than hết. Cháy nóng bất kể lưu lô kẹo. Mình chưa thấy mấy cái máy. Đây, cái dàn này là nó cháy rất là nặng nè. Chắc chắn là sẽ bước đi lên cái dàn này không có được rồi. Mình sẽ tìm cái cách nào đó để đi và quan sát xem thử có cái lối nào để dòm thử cái máy chủ tàu qua tháo chưa nè. Bởi vì ở trên tàu thì chắc chắn là ba cái máy anh em. Đây hai cái máy, hai cái ống bô bên này với một cái máy ở đằng kia, ống bô bên kia. Cái máy nhỏ đó là dành cho máy thắp sáng sinh hoạt. Máy lớn này máy chạy S6R đập thùng 2.3 tỷ. Còn cái máy cái ống bô nóc này là của máy trong điện. Dở sợ. Dở sợ ha. Đây mấy cái trụ nè. Mấy trụ cabin nó cháy hết hoàn toàn. Sẽ đi ra bên sau. Motor bơm nước nè, mình là cháy mà nó rụt luôn sắt của motor luôn. Không còn gì. Ổn áp nè, bị cháy hết. Mấy cái bô inox nè, không xi nhơ gì ha. Mới keng. Bô mới keng sáng giới chưa sử dụng mình nè. Mới xuống hạ thủy rồi chạy thử để làm đăng kiểm thôi. Mười mấy tỷ trôi sông trôi biển anh em. Mười mấy tỷ bây giờ không còn gì luôn. Ở đây họ có làm gì không mà có hai cái bồn lọc nhớt với là lọc dầu. Nó còn nằm đây. Đi mình ra sau lái để kiểm tra thử. Trụ này cháy hết nha.
dàn lan can ở trên kia tầng lầu kia xe ngọn lửa quá nó còn, nhưng mà phần mui lầu là cháy hết. Phần mui lầu này nè, cháy nó sụp xuống luôn, cháy còn hơn nhà tranh mà bị cháy nữa anh em. Trẻ con gì hết, trẻ con gì hết, mình đi mình rất là sợ, bởi vì nó cháy hết, không bước biết chỗ nào. Chỉ một cái góc lái phía bên này, góc lái phía bên này là nó còn nghiêng quẹo, góc lái này sau phần mâm lái này nó còn nghiêng quẹo anh em. Có người vô ở trong đây anh em, có người vô trong đây và tháo dỡ mấy cái phần dán này nè. Cháy hết sao không thấy máy máy ta, dỡ sợ dỡ bị tiếu á. Ồ máy còn anh em ơi, nước ngập hết máy máy luôn anh em. Có cái máy chạy điện sinh hoạt nhỏ là mình còn nhìn thấy nè, cái máy sinh hoạt điện sinh hoạt mình còn thấy nè, còn cái máy chạy chính và là cái máy phát điện là nó còn ngập ở dưới nước luôn đó. Nó còn ló hai cái sợi dây ghe với lại sợi dây số anh em. Nồi cơm điện cũng có sẵn nè, cháy hết trơn. Ba cái máy vẫn còn ở trên tàu nha anh em, ba cái máy vẫn còn ở trên tàu, bếp ga bếp đồ nè, ba cái máy còn ở trên tàu, ngập nước hết trơn. Ba cái máy ở trên tàu nó ngập nước về một con tàu nước luôn, máy đập thùng không nha anh em. Cái máy chạy là S6R 2.3 là chắc chắn đập thùng rồi, theo lời của anh Sang cỡ ha. Còn cái máy phát điện như cái máy anh em sinh hoạt ở trong ghe thì cháy hết trơn, giờ còn biết gì được nữa đâu mà thùng với bãi. Nồi cơm điện nhỏ rồi nè, mười mấy tỷ không còn gì hết. Mấy cái hàng lan can cháy nó rớt xuống này nè, con tàu cháy. Sau 2 tháng mình quay trở lại thăm em đó, quá là tàn tạ luôn, không còn gì để nói với em nó hết anh em ơi, trơ trụi, trơ trụi hoàn toàn. Ok, xin chào anh em nha. Mình đang đứng ở trên con tàu cháy và quay về con tàu cháy thoáng cho anh em xem. Từ sau 2 tháng con tàu bây giờ nó như thế nào. Mình đi lên trên tàu thì thấy cháy hư hỏng hoàn toàn hết anh em. Chả có gì mà đỡ phục chớ rồi gì kia hết. Theo cái cảm nhận suy nghĩ của mình là vậy ha. Cháy hết à. Cháy thành than hết. Còn mấy cái nhựa còn này nó còn nóng, nó mục, nó giòn hết chứ có đâu mà sử dụng. Hư hết chả còn gì anh em, quá là thảm hại luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cái lối đi ra xuống lại. Mười mấy tỷ chưa sử dụng một lần, trôi sông trôi biển. Trên tàu chưa có lưới và trang thiết bị điện tử nha anh em, chỉ có con tàu và ba cái máy chạy S6R 2.3 820 mấy mã lực anh em, rồi cái máy chạy điện, tiếp đó nữa là cái máy chạy điện sinh hoạt. Ơi mình tìm cái lối đi xuống thôi. Mấy cái cọng tơ này này sợ lắm anh em ơi. Mấy cái cọng tơ này nó trơn chùi à. Giờ qua con tàu nhỏ thôi. Mình qua con tàu nhỏ thôi. Qua con tàu nhỏ.
Mấy hồng té ghê nhỏ nó bước qua nó nghiêng nghèo à. Té là ướt hết ba lô đồ không có để quay cho anh em luôn. Rồi kéo cái này đi vô. Giờ mấy cái tay là nó bắt đầu hơi ngứa ngứa rồi anh em. Rồi xuống. Wow, quá mệt luôn anh em ơi. Xe bình dựng ở đằng kia, bên cạnh chiếc tàu nhựa của anh Sang, Vũng Tàu Bình Châu. Sau khi mình khám phá con tàu cháy xong thì mình thấy là nó cháy hoàn toàn, hư hỏng hoàn toàn, chả còn gì hết. Bây giờ mình sẽ lên lấy xe và đi quay một con tàu nhựa khác nữa. Ồ, chân dưới tay của mình bây giờ nó rất là ngứa. Em hãy cùng nhìn nhận lại hai con tàu nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình tại đây thôi. Kiếm cái gì đó rửa và lau tay thôi nha, quá ngứa anh em ơi. Ngứa lắm.